Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Em tiếp tục quay cho chị em mình á, là một cái ca là treo mà đính cơ nha mọi người ha. Thì mọi người có thể thấy đây là cái ca vừa thực hiện bất việc làm xong cho khách hàng luôn. Rồi chị yêu mình mở giùm em mắt lên giùm em ha. Rồi mọi người có thể thấy rõ không? Cái nếp mí của chị đã rõ hơn rất là nhiều. Và đây là cái đường khâu của khách hàng hoàn toàn là mọi người không thấy là sưng bầm tím hay là rỉ cái gì ra hết nha mọi người ha. Thì trong quá trình làm thì bác Việt làm rất là nhẹ nhàng cho khách hàng luôn. Thì nhân đây thì em cũng xin giới thiệu cho mọi người, đây là chiếc mũi của khách hàng đã làm ở bên bác Việt luôn đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, mình làm bao nhiêu lâu rồi chị yêu ha? Chắc khoảng 2 năm. 2 năm rồi ha. Hồi xưa là mình làm phương pháp là bọc sụn vành tay hả chị? Đúng rồi. Dạ, hồi đó mình lấy sụn vành tay đâu chị nhớ không? Bên trái hay bên phải? Hình như bên trái. Bên trái đúng không? Để em coi thử coi. Trái hay phải ta? Bên đây nè, bên phải. Rồi tí nữa em quay cho mọi người coi ha, sau cái đường sẹo mà sau 2 năm thì sẽ như thế nào. Thì hầu hết là không có ai biết và cũng không có ai thấy, tại vì nó nằm sau cái vành tay của mình ha. Và mũi của chị bây giờ hiện tại là chị thấy ok không? Ai cũng khen đẹp ha, em là em thích cái mũi của chị nhiều lắm luôn rồi đó. Cái dáng mũi là bác Việt làm cho khách hàng đó là phù hợp với gương mặt của khách hàng hoặc là sở thích của khách hàng nữa ha. Và nói chung là cái tính chất công việc của khách hàng nữa, thì mình đến mình cứ nói trực tiếp là mình làm công việc hay là mình muốn cái dáng mũi như thế nào thì bác Việt sẽ thực hiện cho mình ha. Rồi nãy giờ bác Việt làm cho mình có thấy đau nhiều gì không? Không. Dạ, làm quá quen rồi đúng không? Chị là ở nãy là chị ở Đồng Tháp hả? Đúng rồi. Chị ở Đồng Tháp nha, sáng sớm là hôm nay dù cho có bão nhưng mà chị vẫn đã hẹn bác Việt là hôm nay chị đã đến gặp bác Việt nha mọi người ha. Rất là quý khách hàng luôn mọi người, dù ở xa nha, nhưng mà hôm nay vẫn tranh thủ là đi lên tới trên đây. Là mấy giờ sáng chị? Hồi nãy chị là 9 giờ mấy. 9 giờ mấy ha, là hồi sáng chắc có 4 giờ đi không? 4 giờ. Không, chị lên hôm qua. À, chị lên hôm qua ha. Đó, khi mà mọi người thấy rõ ha, em quay. Tại có nhiều khách hàng hỏi là cái đường sẹo sau khi treo mài thì sẽ như thế nào. Thông thường á, là bác Việt hay hỏi khách là có thích cái dáng mài cũ hay không. Nếu như mà khách hàng không thích á, thì mình sẽ tạo một cái dáng mới hơn. Thì lúc đó thì bác Việt vẫn cắt ở dưới cái đường treo mài của khách hàng nha. Cái phần mi chân mài dưới của khách hàng. Và sau đó là mình sẽ đính cái phần cơ sát mình xương lên. Em cho mọi người coi cái mắt cũ của khách hàng ha. Đây, cái mắt cũ của khách hàng, đây là cái đường là nếp nhăn động nha mọi người ha. Chủ động luôn, là hầu hết là mình cười nhiều hoặc là như thế nào thì nó sẽ hiện rõ luôn. Đây là khách hàng ở để ở chế độ động thì mọi người thấy được cái nếp nhăn li ti ở vùng văn mắt rất là nhiều. Và cái phần da trùng của khách bị sụp cũng rất là nhiều luôn. Hồi xưa chị có cắt mí không chị hay mí tự nhiên? Không, mí tự nhiên không. Mí tự nhiên mà đẹp dữ trời. Mí tự nhiên nha, khách này thì không có cần tốn phí với cắt mí gì hết. Bây là mí tự nhiên thì bác Việt sẽ treo cái phần dưới đây cho khách hàng lên. Thì mọi người có thể thấy được nha, đây là cái phần cơ động của khách hàng nè. Em cho mọi người coi bây giờ cái nếp gấp bây giờ hầu hết là sẽ không có thấy luôn. Không có thấy luôn nha mọi người ha. Đó, cho nên là tại sao nhiều khách hàng người ta muốn treo mài đính cơ và hầu hết là khách lớn tuổi, tầm ba mấy bốn mấy trở lên là khách hàng treo mài. Thì thứ nhất đó, nó sẽ giấu sẹo của mình, nó nằm dưới chân mài của mình, nó giấu sẹo của mình. Và cái thứ hai là khi mà khách cười nhiều mọi người thì nó sẽ mình treo lên như vậy nó sẽ đỡ một phần nào đó cho mình. Còn nếu như mà khách mà muốn cái phần đó nó sẽ không có nhăn vĩnh viễn với mình hay như thế nào á thì mình sẽ có thể là tiêm botox theo liệu trình đó. Mình tiêm theo liệu trình như vậy thì thứ nhất mình cười nhiều hay như thế nào nó cũng sẽ không gây nếp nhăn cho mình hết nha. Thì nó có liệu trình nha. Bác treo mày là đỉnh luôn á chị. Mẹ em đã làm bác cắt lâu lắm rồi. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị khách này cũng là chị khách cũ á mọi người. Chị cũng đã nâng mũi rồi. Hôm nay là chị đến treo mày nha. Và treo mày đính cơ cho mình luôn. Gần cả 10 năm mới quay lại á chị. Dạ đúng rồi ha. Chắc ở dưới quê chắc ai cũng chị giới thiệu lên đây đúng không? Đúng rồi, dâu chị cũng làm. Dâu chị cũng làm mũi luôn hả? Dạ. Đó, khách hàng rất là dễ thương nha mọi người, rất là quý bác Việt luôn á mọi người ha. Rồi ok ha, bây giờ khách thì cũng chuẩn bị đi về quê luôn, chị về liền luôn phải không sao? Mai chị mới về. Cho nên là em cũng cho khách hàng sắp xếp nghỉ ngơi ha, để cho khách hàng có thể về nha mọi người ha. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi